For we are from Chang'an. We đi môi khi đi đến địa bàn. We an operation hall of Chang'an. Chẳng chỉ tu tư chia accountant mùi lúc. Chương kết hạ khoản đại quân nước nông học phí hai thư ca nam phu nền tí chia và chiếc kỳ nạc nây thư bình chí xin nam phơ với tam ca điệp chọn nhân hai cơ xa thật trong anh lệnh khá thật trong anh con tra hai phần bình chí chất đáng chia khám thân trơ ca mùi tiết cư chia operational khám thân tá kia trong này dễ kia vậy chứ tu tư tập bóc nia đại thư ca mà đón đến nhà đại biên bọc vì sao chả ràng chưa ghi chứ nắng nhưng chưa thằng ai chuộng tại từ lưng kia thì dễ thang accountant, nâng sale, nâng operation đâm bởi thư ca mà đại trời kia nên chết là chút kia mẹ nó bông bồn hãy chết sáng, bà xâm bởi dương mình đá bao cầm nạc ca na mùi bao cầm đập tí dương nâng ai chết là kết thang bà bạn á ở khang sale, khang operation thư ca nghĩa oi tờ lươn của vị đầy ọt chết kết thang tá ca nghĩa tờ nhạc này thờ bệnh áp đi khối nâng thờ thương ấy thôi dân nó tưởng đất bay nó tưởng đất đại phê thì kia bay nó phơi ở phục quát cái khắc của bạn sáng can không can phơi can chân là bay ở dưới phơi can kia nhưng mà sẽ được tiếp tục học kia mình hai dưới chia cái này là có dưới cứ chỉ sell lúc mua của dưới này operation dưới tới phải vô thật ta operational là thân như này thằng operational là thân cứ dưới tới chỉ tay cũ mình hai chỉ tay cũ là bằng trả tiền cắm lúc mua của mình hai chỉ tay cũ là bằng này sell lúc mua mình hai chỉ tay cũ là bằng này operation dương thư chuối chung trên đoàn bò đồng viên ở ốc vì là đặc tiếp nóng ca rất xa cho bọn này xe là xong được này xe nó có tháng hóa thần là bút chân tân hóa và mổ chân tân prai ở bàn xuống này ở đây xong thì là nên đẹp thang chân và mổ chân hóa và nâng là lúc tân khám trong khám đàn chân chia cái này ở đây có cứ dương thư tại đo được bò là ốc là đặc tiếp nở với để dương miên bò đồng viên nó luôn ta mới đẹp còn và sân bậc ca sẵn ra chất dạng nà nó kê đại quạt lục chân tới tuôn hoa dạng nà cứ dương ai bộ sai nhưng dịp xa tạng trào và tác nông viên chìa khám thân công bê đại dương đâm thập bỏ biến nắng nhưng phơ tới khác dương ớt hạt cai của một quạt hai dương chất tập kẻ thả nắng công phơ của chúng ta kê kết ở đôi dương kết đề dương này nơi khang thổi dương viên lấy dương kết khơi người ta nhạc xa mùa nhạc mà có thí ngọt viên lấy mấy người ta kêu mưa tìm xa ba tử lũng thử lý chương dương chất chiếc dương nó có một biển ở vậy để dùng đấm cứ dùng đẹp ở tóc như là đặc tiếp thay dùng đẹp vài quật tớ hơi ca sẵn lại chất đẹp mất trong đó cứ ở sài cho được của con thành phố trời đi đại dương thì dễ thác chiếc operational account thân chiếc account thân mà nét mạng của nó thương chí cứ dùng thời gian ca một buổi của khang xe là nó tham operation là bản thân snap và bây cứ ca ở sẵn lại cô đáy và không muốn đồng mùi đi cứ chuyện bí bí mùi bí 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 a creative problem solver cái lại những cái trang ban này chỉ chúng tôi chúng nói khác bằng này đây có mùi là lúc điện ai tâm hơi xoay vô đi đi can như bị ngày trong ngày hết có ai xoay vô thì chỉ cùng ai trai đây cái thay này thằng này lấy smoke à ta ban chừng ngày điện smoke này cam bất kỳ gì mình có còn thằng khó hết còn tay đầu xa chúng nói khác là bằng này đây mùi cứ bật cái nó quan nhà hàng cứ quán là thay sạch thay là phim chân nó prai cứ khơi nó bằng bánh hà đọc bê con khơi bánh hà con thở ca ăn ở lại có ra là lý nó có chăm tăng con nó đọc bê à con miên bóng miên nó chở nó không luôn bê thưa ở ca cân bác con nó bị dự đọc bê thang khẽ kia anh dạy thang con nó cân bán cho bác con hết khi thang con nó sẽ mong bố con cân bị dự tại sao ấy còn dự tại sao con miên bóng miên chở đọc bê con miên bóng miên chở con cân thẳng nó chết bánh hà chân chẳng nói khám bác nhạc đấy cứ cái lấy nữa cứ có cái còn nói bao nhiêu hai thao viết con thì viết bao nhiêu hai đi bao nhiêu hai đi con đất thả nó chỉ bao nhiêu hai con tai viên ở khai từ chiếc kho lồng bát mỗi cơ sở bởi dương con tại đất bao nhiêu hai thao dương mình ai lương chia còn nó sai ao nhận đời chung với luôn với bạn đâm chấm chia creative problem solver cái lại đi cái này đây là con còn tai còn nói khai là bao tuần hai còn nhân cơ sở được nhiều luôn nhóm đất thả nhận cái này đây là con miên còn nói khai mỗi thứ hai ăn là làm tích chấp đây là dùng bị phiền dương đang ấy hơi dương sập lại chân ấy hiểu chưa còn ta chia chiêm áp đặt luôn án tháp bên để dương khơi phanh hai năm hai bên để dương lương tâm cho trai cũng như lương tâm để diễn như lương tâm dương thật có không chia solution ta có miến để dương miến ta cũng đặt tâm để dương miến cứ dương miến
solution แบบนี้มันประกอบทาง solution ได้ยกเลิกទៅคือត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តទេប៉ុន្តែយើងបានជាយើងអស់លទ្ធភាពហើយហើយនៅក្នុងក្រុមការងារឬក៏ជាច្បាយនេះរបស់យើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាការលើកចង្វល់របស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់លាស់ឬក៏យើងលើកជា solution មកដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនតាមថយក្រោយគេដឹងច្បាស់ណាស់ឲ្យតែយើងធ្វើការចេញពីចិត្តប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពគេដឹងច្បាស់ណាស់បើទោះគេមិនបានយកការលើកឡើងជាសំណងពោដោះស្រាយយកទៅអនុវត្តពួកគេដឹងពីទឹកចិត្តរបស់យើងដែរនេះគឺជាគោលការណ៍មួយសម្រាប់នៃកោទាំងអស់នេះគេហៅ creative problem solver ចឹងចំណុចទាំងពីរនេះសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើការប្រចាំថ្ងៃព្រោះឲ្យតែធ្វើការប្រចាំថ្ងៃជួយបីក្រែងណីណាដែលមិនធ្វើការជាមួយ operation ក្រែងណីណាដែលមិនធ្វើការជាមួយ transfer ដល់ពេលឃើញបញ្ហាមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបង្កើតជា creative problem solver នេះគឺជា B ទី2ចាំ B ទី3គេចង់និយាយពីអី B ទី3គឺ a profit producer ស្មោះឡាតោះមកពីទីឆ្មងមកជាកណៈនៃខាងចាយលុយហេតុអីបានលើកផលិតលុយបែបវាមិនដែរទៅកណៈនៃណាពួកគេទទួលស្គាល់ដែរថាសិតតែជាអ្នកចំណាយលុយដែរមានណាដែរគិតថាអ្នកនឹងអ្នកផលិតលុយយើងត្រូវចាំតោះគ្នាសិតតែអ្នកកណៈនៃអានឡាយគាត់ជាលុយបើខ្ញុំនិយាយថាខាង sell person លុបបាន100ដុល្លារគាត់ចេញទៅប្រែលុបបាន100ដុល្លារគាត់ make but ធ្វើឡើងយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺ10ទៅ 20% នៃ100ដុល្លារយ៉ាងគាត់លុបបាន100លុយដែលនៅសល់យ៉ាងច្រើនណាស់10ឬ20ដុល្លារជឿដល់អាគ្នាយើងសាកយករបត់មួយដែលយើងលក់ចេញទៅថ្លៃដើមប្រហែលអាច 30-40% ឬមកប្រហែល 60% បានហើយចុះចំណាយ overhead ផ្សេងទៀតប្រហែល%អញ្ចឹងចុងក្រោយលុយដែលគាត់លុបបាន100ដុល្លារគឺយ៉ាងច្រើនគាត់នៅសល់ margin net profit margin ដែលគេហៅ bottom line នោះនៅសល់10ឬ20ដុល្លារទៅប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង100ដែលគាត់រកបានចុះជាកណៈនៃកោវិញទៅលុយអីបានដែរមានអីរលួយបែបប៉ុន្តែអ្នកកណៈនៃយកគឺគាត់មានចំណេះពូគឺខាងប៉ុនសំហ្មងបើគាត់មើលរបាយការណ៍ហើយគាត់មើល trend របាយការណ៍ពីមួយខែទៅមួយខែគាត់ឃើញចំណាយណាមួយមើលទៅខុសផ្លាច់ពីធម្មតាគាត់ឲ្យអនុសាសន៍ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនចាត់វិធានការតាមបន្តិច sale បាន100ដុល្លារ100ដុល្លារនោះអត់មានសល់10ឬ20ទេគឺសល់តែ100ក្នុងបឋមឡើងហ្មងជឿអត់ព្រោះឧបមាថាខែមុនយើងចំណាយទៅលើខែទឹកភ្លើងអស់1500ដុល្លារគាត់ក៏ប្រាប់ថាហូបុគ្គលិកទាំងអស់ពេលចេញពីធ្វើការត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងត្រូវបិទភ្លើងត្រូវបិទកុំព្យូទ័រកាច់កុំតាក់អីទាំងអស់ខែក្រោយចេញមកនៅសល់ចំណាយតែភ្លើងហ្មង1300 sell 200 200នោះគឺវា increase អា net profit margin របស់យើងនៅខែក្រោយនឹងទាំងអស់ហ្មងអត់មានកាត់ទៅណាទៀតទេតោះណាទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតប្រសិនបើយើងខាងប្រាប់តែ sell wing ប៉ុណ្ណឹងក៏អាចឆាជាឆាជា profit producer បានដែរមួយទៀតបើគ្នាយើងមិនអាចដឹងថាគាត់គឺជា profit producer តាមរយៈអីគេប្រសិនបើគាត់ចាត់ចែងលុយ cash flow បានល្អគាត់មើលប្រតិបត្តិការចំណូលចំណាយរបស់គាត់គាត់មើល AR AP របស់គាត់អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ក្នុងដំណាក់កាលណាមួយគាត់ប្រើលុយមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងម្ចាស់អាជីវកម្មអត់ចាំបាច់ទៅខ្ចីលុយពីធនាគារឲ្យខាងការប្រាក់ទេឃើញជាចំណុចមួយទៀតដើម្បី sell ឲ្យក្រុមហ៊ុនអត់ចឹងបើគាត់ sell ក្រុមហ៊ុននៅកន្លែងហ្នឹងគឺចំនួនដែលគាត់ sell ទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងរត់ទៅ net profit ទាំងអស់កន្លែងនេះហើយដែលយើងនិយាយថាគឺជា profit producer ពួកជាអ្នកណីមិនដឹងថាពួកគាត់មានចំណេញហ្នឹងទៅប្រកបមែនគឺគាត់ឲ្យតែនិយាយអីនិយាយតែពី sell ហ្មងហៅវិធីសាស្ត្រអីគឺ sell ហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ដឹងថាការ sell ហ្នឹងគឺជា profit producer យើងចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវការបកស្រាយទៅឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធបានដឹងដែរថាយើងក៏ជាអង្គមួយក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រូបើទោះមិនរកចំណូលបានដោយផ្ទាល់ក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នក profit របស់យើងកើនឡើងតាមរយៈការ saving នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅចំណុចចុងក្រោយគឺ B ទី4 B ទី4នេះគឺជា B ពិសេសដែលបងប្អូនគ្នាអាចដឹងថាគឺជា great advisors ហើយទូទៅអ្នកនៃយកបងប្អូនតែគាត់ធ្វើការបច្ចុប្បន្នគាត់ focus ទៅលើការបិទបញ្ជីគណនីអញ្ចឹងការបិទបញ្ជីគណនីនិងការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃគឺពិតជាសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ជាងនោះទៀតគឺយើងតាមគុណនីតិជា advisor មួយយ៉ាងសំខាន់បំផុតទៅម្ចាស់អាជីវកម្មយើងត្រូវដឹងថាទូរលេខនៅក្នុងដៃយើងនៅក្នុងដៃយើងជាកតាជា number ប៉ុន្តែ number ទាំងអស់នោះអាចធ្វើឲ្យយើងបកស្រាយទៅជាយុទ្ធសាស្ត្របានគ្រប់កលៈទេសៈហើយអ្នកណាគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាជាកណៈនៃកកត្រូវការលេខឲ្យចេញជាអសរ
đập bệnh nói mà trả chi một trăm ai vô lên để mong luôn tập ra phát chúng ta sẽ nhận chất ban trồng trời dương luôn chừng này chị advisor hay có sân bờ dương ai vừa tu được đi chẳng có bi đi ban dương tình phương ca nói lại nhà cũng như là các chủ chơi cũ này hay chị advisor thời ca có miền trời dương simplify chứ tôi tới dương ai thì vậy ha chắc á ở tập kia chung cái nét đây vậy từ hướng credit đến credit đang tập ái mẹ cái nét đây này hay vậy đây bên credit mình đang là nặng xây kì mình chấp chị advisor mà nét chị accountant mà nét đại đa phương đi chị advisor nhưng mình ai tới vậy đây bên credit chỉ muốn nó là accountant bán nè hay vì thi chủng luôn nông ca thì gì đây bên credit chỉ muốn nó là accountant nhưng cua tại phá tam cả là cái sạch anh nói hai là cái hai advisor nhưng thật chất simplify simplify nó có ở phía sầm mạnh như cho còn còn ai dễ vô được như ai nó được so chứ nó được được dương thực học biết đâu nó chỉnh từ tình nam chỉnh ấy thôi là nó á khi nó là nó lúc doctor ấy ba thẻ với doctor nhưng quát mình là ăn đại đi dương trên đường đây có công thở kia xa sẽ nhập thật như dương để pin credit dương trên tất hai thẻ cho mình đóng cái thanh này là trung bình luôn dương như chủ nghĩa cả đẹp đây hết mình chân thời ấy chúng ta có hiện thẩm này thì muốn thì đâu thì đọc mua đọc ký trong phẩm kia xa xuống muốn một con sắp ban đấy nhưng không phẩm kia xa nên cái credit tờ kia khác là cái dạng mua thì muốn nhưng còn là vợ ô lôi trôn lôi chênh anh ấy cứ cam lan anh ấy cứ thôi chồng cho nên trong bài tập kia đây mình bổ đây cái là credit còn là chia đầm nàng mua những cái này account nó có account bao nhiêu còn là bị chẹp bị cam cam lan lôi thôi chồng thế nhưng vô kia xa còn nó vô không phẩm tam cam một đây vô phần trăm ngày tới không phẩm kia xa đây cái credit tới cái dễ trôi mùa dương ba nó còn mọi thang hỏi tập hàng là xe mua hàng operation mà chụp nẹt lấy cho dễ á cũng nó dễ thường đây cái credit start bắt vô đấy chấm chị advisor dương ta tuần tin chị advisor hết tôi chưa connector này đây là mấy sùng rob sùng đùa đi kia kia sang mỗi là mấy ở kia start bán kia vô được học biết là nó chạy simplify chấm được năm four b là học biết nhưng sùng không tha vì ai chia một lứa mỗi một lứa dương được học biết học thì cha nè tao bên cái phương cá dương thở cất hai tao dương chia cái nẹp lấy dương thở ai sửa lên trên cái team cmc là mấy phương cá như là mời chụp cháy lứa mỗi của dương thở hai ca chỉ tay cua của bọc như dương được học đặc biệt sản phẩm cô đã được bảo trong môn nếu cứ chia for bí hay ra vì for bí nhí thì miền ở nhóm ai thì dễ tham mostly tiền buôn chừng nói nếu cứ chia cái hai chừng lý này tuần đặc biệt dùng hai chữ thở squat hay chia soft skill hay dùng chưa tham soft skill dùng hai cái liên số thì tam quan thì sao tại dùng đô phương cam khi mà tập lại tôi mà tập lại hay cùng nghiên vẹn lấy lấy mua dùng luôn đại kia cùng nghiên dương đại buồn dùng mua dùng luôn này hiện cái này lấy kia cho tôi tới kia dễ ở sơ ban xử lý cũng cũng quan phương can được hỏi ở sơ ban chung một đứa ở đây như là can hình dễ đầu tiên chân tới ở sơ ban xử lý vợ ở sơ ban xử lý chứ sai sầm ánh vậy thao sơ ban xử lý chấm luôn anh chờ cất tháng mau thì nhông nghiên cái này lấy với ban sơ ban xử lý và ta ở vậy để kia dương thân trong trang thang hoặc như là sau xử lý mau thì dương sau không những khi xuyên xuyên chấm dương thở thực hiện trình biến nó làm bay ao nghe không được hết thành nghe chết phương ca thì một kia mà sao mà dương chết là chưa kê cái thang ao bị hiện cái nẹt đây mà sao sừng đấy hay dương chưa kế chứ tất cả luôn anh sao sừng đấy là hôn tập kê chấm cái bạn học ca bài ai try được chưa copy được luôn nhỉ thằng đó thằng học nhé.